này có cái xe làm như mình bị vô hình hay sao? Rồi tránh ra, tránh ra. Hai vợ chồng tránh ra. Để nhất là anh á, anh đừng có buồn lại xe đi. Tránh ra kìa. Anh kêu anh kia đè lên, tránh ra đi. Anh bị vậy? Tránh ra đi. Để tôi díu yêu. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh, địa linh linh, cá chết sình ra khỏi ao. Thiên linh linh. Vậy lộn. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ chết sình ra khỏi xe. Hey, quan hồn khuất mặt khuất mày, đừng có ám cái xe nữa, đừng đu đeo theo cái xe nữa. Thôi thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh, địa linh linh. Ông bị khùng hả? Ông làm gì? Đừng có xúc phạm. Nói nghe nè. Đêm hôm qua tôi nhìn thấy rõ ràng có một cô gái. Rồi sao? Ngồi trên chiếc xe này. Tôi thấy rõ ràng. Trời ơi, anh hai đã nói vậy là mình phải tin anh ơi. Đúng rồi. Ta nói bây giờ nếu mà anh đã nói là có một cái con ma cái nó ở trên cái xe này rồi là mình phải bỏ đi. Thôi em sợ lắm. Nhưng mà chiếc xe này anh yêu thích mà mình anh mới mua. Em cũng yêu thích chị, nhưng mà em yêu mình hơn. Đã nói là có con ma cái mà lỡ mà nó mê mình, nó đu bám theo mình là coi như cuộc đời hiểu hả? Là trả luôn, chết luôn. Mà mình nhìn mình đi, trời ơi, người còn chịu không nổi, huống hồ là ma nó đội mộ, nó sống lại nó cướp chồng tôi sao? Mình bán đi, bán xe. Đúng rồi, bán đi. Tôi giới thiệu cho, tôi lấy 10% thôi, lấy rẻ đó. Nghe, nói nghe nè, anh mà để anh chạy điếc nha. Trời ơi, bữa nào anh đang chạy anh say qua anh thấy nó một cái đó, trời ơi. Thiên linh linh, địa linh linh, cá chết sình ra khỏi ao. Thằng con tôi đó. Con nè chú ơi. Trời da gà nổi trơn nè. Trời ơi, con rảnh quá con làm gì vậy? Ơi, đừng có làm rớt bùa. Mẹ, con sợ mẹ rồi. Con nói mẹ nghe chú hai, chú nói ba xàm ba láp vậy mà mẹ cũng tin. Thiệt làm gì có cái ma cỏ nào trên đời. Ủa? Chiếc xe này nè là của sếp của con. Ổng đi công tác, ổng không xài nữa cho nên ổng mới bán rẻ lại. Chiếc xe này chưa từng chạy xe đụng ai hết. Bởi vì ông chạy chậm như xe đạp mà đụng sao nổi. Thì cái người trước của ông đụng rồi. Ông đụng bằng người trước đụng sao? Con đụng sao vậy? Ông mệt quá. Nói tóm lại, xe này chưa dính một giọt máu. Nếu như có ma là con nè. Đi ngủ. Bà Lan, ra đi. Rồi giờ sao? Lỡ mua này 120 ngàn rồi nè, tính sao? Nó đi về tôi đưa cho. Không, tôi ứng ra 120 ngàn bà nội. Bà, sao kỳ vậy? Tự nhiên mẹ đang ngủ cái đi từ trên cầu thang đi xuống. Ra đây làm chi? Chắc mẹ cũng bị mộng du đó. Mộng du mà bà lấy cái đầu tóc giả đâu, cái đầu lên đầu ghê quá. Chà, lần đầu tiên con thấy có người mộng du mà chịu đầu tư dữ vậy ha. Ờ ha, lạ ha. Nhưng mà cái áo ngủ màu trắng thì ghê quá. Chắc bà hả, khai tử đúng không? Giờ phải làm sao đi? Hả? Hay để bà ra bà kêu mẹ con tỉnh dậy. Không được, được. Con nghe nói ai đang mộng du đừng có đánh thức người ta dậy. Sao vậy? Đánh thức một cái là người ta té, nguy hiểm lắm. Hả? Cô là ai vậy? Sao cô cứ ngồi trên cái xe này hoài vậy?
cô bị xe này tông chết hả? Cô phải ám cái xe này hả? Cô ám chủ cái xe này hả? Là ám chồng tôi hả? Trời ơi, rồi cô ở đâu? Cô ngủ ở Bình Xăng hả? À, hả? Cô bị ông ngồi lên mặt cô mấy lần rồi hả? Đừng cô đừng làm gì hại chồng tôi nha. Xin cô đó, cô đừng làm gì hại chồng tôi nha. Đừng nha. Đừng. Mẹ ơi. Trời ơi, Minh, tỉnh dậy đi Minh. Minh. Trời ơi. Ủa. Minh, anh đây nè. Ủa sao tự dưng em xuống đây làm chi vậy? Ai biết đâu. Ai biết đâu. Ủa rồi mình xuống đây chi? Đi theo mình. Ủa vậy hả? Ừ. Ủa tự nhiên sao mà xui gì đâu mà xui dữ vậy. Từ sáng tới chiều không có một bóng người. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ế quá à. Chị đốt ngang đi, chị cầu cho đắt á hả? Chứ sao? Khỏi đốt đi ha, khỏi cầu ha. Tôi khẳng định với chị là từ đây về sau cái quán của chị không có một bóng người nào vô uống đâu. Tại sao vậy? Có ma. Ai đồn? Ê, ông mà đồn có tét một cái là giả, có là rất răng ra ngoài nha. Trời đất ơi, mày đồn bả là không có được nha. Sao bà trăm dâu bà cứ đổ đầu tầm không vậy bà? Thì ông biết... là vậy mà. Không biết dạy con, còn nói nữa con bà đồn á. Trời đất, thằng Tú hả? Thằng Tú nó đi nói khắp nơi, nói là nhà này có ma. Rồi sao nó nói kỳ cục vậy trời? Bởi vậy thôi, khỏi đốt đi, hiểu đi, không? Đi, vô đây anh, vô đây. Đây, chiếc xe tôi để đây nè, nè. Nè đó thấy không, xe cổ độc nhất vô nhị cái Sài Gòn này. Nhìn là biết xe cổ rồi, xe nó có cổ luôn nè. Đúng rồi, cổ đó, có một chiếc thôi đó. Còn kỹ đi. Đấy, giá cả là ok đúng không? Được á, được á em á. Tôi quyết định mua chiếc xe này. Chú được mua xe chú. Xe có ma chú. Cái gì vậy? Sao anh biết xe nó có ma? Ông Hai ông đứng nói kìa. Trời đất ơi, cái thằng đó mày tao nói hồi nào mày? Ông Hai nói ai nói đâu mà. Hắn mày gãy răng giờ à. Hút mỡ mày à mày. Chạy đi. Đồ cái thứ gì đâu, con cái nhà okay. Ông đồ cái gì đó hả? Trời ơi, tôi đâu có đồ, đâu đổ ông tôi. Ông im miệng nha, ông đứng im. Cậu kia, bây giờ sao hả? Tôi bán rẻ đó, rẻ bèo luôn đó. Sao, mua không? Có mua không? Thôi cho luôn đó. Sắp nhỏ vô dắt xe về con. Ở đâu ra mà dắt xe người ta vậy? Ông cho. Cho ở đâu ra? Ông giận quá, ông mới nói vậy thôi. Ông nói lẫy thôi. Trời, của nã của người ta mua về biết bao nhiêu tiền mà muốn hốt hả? Ăn mặc sang trọng mà muốn đi hôi của hay sao? Hả? Còn đứng dòm nữa hả? Chưa biến hả? Chưa bốc hơi hả? Tao lấy dép lại đập cái mặt như cái mền giờ nha. Nghe chưa? Ờ, được rồi. Ông lấy xe này về đi. Xe này có ma đó. Thấy không? Tối con ma hiện lên ngủ chung với ông. Tao chấp nhận. Alo? Cái gì? Cho xe hả? Được rồi, tôi tới liền. Trời đất ơi. Trời ơi. Ăn mặc sang trọng mà đi xin xe. Thứ gì đâu á, làm như là của sình hay sao mà cho là cho. Trời ơi, của nã của người ta mà. Tiền không đâu đó, đặt xinh xinh. Cho nó làm chi, cho hàng xóm có tình có nghĩa. Tôi dắt xe về nha. Như vậy? Dắt trời ơi, tôi nói hai ông nói ngồi lùng bùng tôi không hiểu gì luôn á. Không hiểu hả? Ông này ông nói ông cho, thì bây giờ cho coi như cho tôi đi bà nội. Anh bị điên hả? Sao tự nhiên qua đến hốt của nhà tôi vậy? Ông nói ông cho mà. Cho là cho làm sao? Người ta mua bằng tiền mà, chứ đâu phải ta đi lượm về đâu. Trời, ăn mặc không sang trọng như người ta, qua đây tính hôi của hả? Mèo mỏ mà lạ lùng à. Ngộ nghĩnh thiệt luôn à. Em à. Gì? Nó nghe à, qua đây nó nhỏ. Chứ xe nó có ma thì cứ để cho trả, lấy về đi tối ma nó ôm trả cho nó ngủ. Ma đâu mà ma, trời đất ơi, ở đâu ra mà ma? Ma sẽ không bị điên hả? Trời đất ơi, tôi cố tình ta dựng lên như vậy á, đặng mà cho ông sợ ông nghĩ đi có ma, đặng mà ông mới phát cái xe này đi chứ đâu ra mà ma. Đồ điên đồ khùng, ma nào? Cái xe này hả, ông ơi, anh nói sao? Anh nói là cái gì? Ông về hả, cho ma bóp cổ ông không dám đâu. Ma gặp ông nó phải kêu ôi su huynh, lên hồi nào vậy? Trời đất, kiếp sao mà ông cho em đầu thai nghe. Bà nói là xe có ma, bà kêu tôi nói là xe này có ma chứ bộ. Trời ơi, tôi nói là để ông cố tình để cho... Bà, gì? Ủa, nãy giờ tưởng cưng vô rồi. Xuống xe. Trời ơi, mình. Mình làm gì hả? Mình bày ra mấy cái trò ma quỷ làm gì hả mình hả? Tại bà ghen, bà này bà ghen bệnh. Ghen cái gì? Bà ghen với cái xe. Ghen với cái xe, cái đống xác chuột vô chi vô giác vậy đó hả? Ờ, từ ngày mà ông hốt cái xe này về đó, ngày nào ông cũng lao chùi nó hết trơn không? Ông không có lao bả. Bây giờ mới chính thức tôi ghen nè. Ghen gì? Bà làm gì mà ôm hổng gì? Hả?
Trời ơi, cặp đôi hoàn hảo của người ta mà có gì đâu. Trời trời trời, cô bố nữa. Trời ơi, ông đang nổi điên mà bà ôm tôi chi cho bà nói. Tôi nói cho ông hai với nghe. Tôi chưa bao giờ giết người á. Đây là lần đầu tiên mà tôi giết ông đó. Nè anh Kiệt, anh bình tĩnh đi anh Kiệt. Anh đừng có manh động, tôi nói nghe nè. Tất cả là do hiểu lầm thôi, trời đất ơi. Trời ơi anh Kiệt, thẳng ra đó đi, ông chạy vòng vòng chi vậy? Sao tôi ngu vậy trời. Anh đứng im đó. Anh đứng im đó đi. Anh biết anh rước vậy là người ta mệt lắm không? Đứng im đó đi, để tôi tự chạy. Trời đất ơi, ôi mình quán, hết là đang khỏi chết rồi. Ôi quán cà phê tiếng ghê, hơi chết người. Xin lỗi cưng, ngồi xe đẹp không? Ôi tôi không biết á, từ đây về sau á, cái xe ở đâu là tôi ở đó đó. Chứ để hả, lo tới cái xe hoài, không lo gì tới tôi đó. Tôi nói cho bà biết luôn nè, bắt đầu từ ngày mai, sáng tôi lau xe, tối tôi lau bà.